Như chúng tôi đã đề cập, dự án cống thoát nước Khe Cạn là công trình trọng điểm của Đà Nẵng đang được tái khởi động trở lại. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt hơn, tuy nhiên nút thắt lớn nhất của dự án này là công tác giải phóng mặt bằng rất cần sự đồng thuận của người dân. Dự án cống thoát nước Khe Cạn đi qua nhiều phường của quận Cẩm Lệ, Thanh Khê và Liên Chiểu, kết nối với sông Phú Lộc. Đối với quận Thanh Khê, có tổng diện tích quy hoạch gần 65.000 m2. Dự án này có ý nghĩa rất lớn trong việc tiêu thoát nước của cả khu vực và giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường của nhiều khu vực dân cư, nên ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn. Vì vậy, việc triển khai dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong vùng dự án. Hôm nay giải tỏa đền bù, mọi người dân đồng tình, ủng hộ, làm chủ trương khai cảng, này để ra một cái chính sách nhân sinh cho một cái khu vực này được xanh sạch đẹp. Nếu mà làm khai cảng, làm cống thoát nước thì dân hoan nghênh đồng ý, ủng hộ, mà còn mà lấy đất của dân mà để mà làm chung cư hay hoặc là phân lô mà bán thì dân không đồng ý thế nào hết. Tuy nhiên, để triển khai dự án này, có khoảng 380 trường hợp phải di dời giải tỏa. Riêng phân kỳ 1 dự án có 134 hồ sơ, trong đó giải tỏa đi hẳn 120 hồ sơ, giải tỏa một phần 14 hồ sơ. Trong khi đó, việc giải phóng mặt bằng đang gặp rất nhiều khó khăn do hầu hết nhà đất thiếu tính pháp lý. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, khu vực này trước đây vốn là đất nông nghiệp nằm giữa đô thị và bị bỏ hoang. Do buông lỏng của chính quyền địa phương trước đây nên nhiều hộ dân đã tự ý san lấp mặt bằng, chia tách, chuyển nhượng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng để làm nhà ở, chăn nuôi, làm vườn thông qua giấy tờ viết tay. Giai đoạn 2011-2014, trước thực trạng nhiều hộ dân quá khó khăn về chỗ ở nên có đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân quận cấp giấy phép tạm để làm nhà. Trong giấy phép, chủ hộ cam kết tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng khi triển khai dự án, không nhận tiền đền bù. Song hiện tại, do bức xúc về chỗ ở nên tất cả người dân nơi đây đều yêu cầu được đền bù nhà đất và bố trí đất tái định cư. Tôi không đồng ý làm chung cư, đừng có lấy đất của dân làm chung cư. Nếu mà lấy đất của dân để làm chung cư là phải đền bù cho dân tái định cư dân đàng hoàng. Nên tôi yêu cầu là nhà nước đền bù đang cho thỏa đáng cho dân. Phải có là một lô đất cho dân để cho dân an cư lập nghiệp. Chứ nhà tôi thì cũng đông 10 người, 10 nhân khảo lận. Mà trừ nó biểu tôi đi mà đền bù có giá mà 300 mấy triệu, bữa nay cũng chưa được cái cây hết trang, chưa bằng cái lô ở dưới chợ nữa. Trong cư là tôi không chịu, tôi là có nhà, có đất, còn tôi là trừ, là cháu thỏa đón cho tôi là tôi bữa đây, chứ còn không là tôi không đi được. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cho biết, theo luật định, làm nhà trên đất nông nghiệp là không được đền bù và bố trí tái định cư. Song vì đa số các hộ là dân nghèo nên thành phố và quận đã vận dụng tối đa các chính sách cho dự án khu vực cống thoát nước Khe Cạn. Cụ thể hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm là 98.000 đồng một mét vuông, cây cối hoa màu 18.000 đồng một mét vuông đối với đất trống. Tiếp đó, thành phố cũng có công văn thống nhất hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ trong vùng giải tỏa là 3 triệu đồng một tháng một hộ, thay cho 1.800.000 đồng một tháng một hộ theo quy định hiện nay. Đầu năm 2020, tiếp tục có công văn thống nhất hỗ trợ 100% giá trị nhà, vật kiến trúc đối với các trường hợp xây trên đất nông nghiệp, đất do phường quản lý không được giải quyết thuê căn hộ chung cư. 80% đối với các trường hợp được thuê chung cư. Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố có thông báo số 178 hỗ trợ đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư. Vì cái hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư là có các trường hợp. Vì nếu mà coi như là thửa đất giáp 3-4 phần tiền thì hỗ trợ 50% giá trị đất ở, giáp 2 mặt tiền hỗ trợ là 40%, giáp 1 mặt với thửa đất ở liền kề thì sẽ hỗ trợ là 30%. Đấy. Ngoài ra thì các hộ mà không tiếp giáp với các thửa đất nào, thửa đất ở nào nhưng mà tiếp giáp với 3 cái trường hợp đây nhé, đó thì hỗ trợ được là cũng như là 20% đối với điều kiện là có nhà, còn không có nhà là hỗ trợ 10%. Đó, thành phố cũng đã vận dụng tiếp để hỗ trợ cho người dân, tức là hỗ trợ qua cái là công bầu trúc và khó khăn đối với các hộ toàn cái đất nông nghiệp ở trên toàn bộ đất nông nghiệp bên kia. Dự án cống thoát nước Khe Cạn đã kéo dài từ nhiều năm nay vì còn quá nhiều vướng mắc về giải tỏa đền bù.
Quan điểm của lãnh đạo thành phố cũng như quận Thanh Khê là vận dụng tối đa các chính sách hiện hành để hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong điều kiện có thể. Đây là dự án giải quyết vấn đề môi trường, phục vụ lợi ích, môi trường sống của chính các hộ dân tại khu vực này. Do vậy, mỗi người dân đều cần có trách nhiệm đồng hành với chính quyền trong việc thực hiện dự án.